Xin chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, một bộ ảnh profile cá nhân cần độc đáo, ấn tượng để thể hiện được tính chuyên nghiệp của mỗi cá nhân, xây dựng được bộ mặt tích cực trong mắt nhà tuyển dụng cũng như là đối tác. Vậy thì cần lưu ý những gì khi chụp ảnh profile cá nhân? Hãy cùng Yêu Media tìm hiểu dưới đây. 1. Cân nhắc về trang phục sẽ mặc. Những điều cần tránh: không mặc áo phông có in hình hoặc thương hiệu hoặc những khẩu hiệu hay hình ảnh ngộ nghĩnh, vì rất có thể bị cắt đi mất một phần do bức ảnh trở nên sai lệch ý nghĩa. Không nên chọn những quần áo có kẻ nhỏ, rất dễ bị hiện tượng moi, gây cảm giác khó chịu cho người xem, đặc biệt là xem trên màn hình điện thoại. 2. Làn da bóng loáng. Vào những ngày oi nóng thì thường làn da sẽ đổ dầu. Thêm vào đó, khi chụp ảnh thì sẽ dùng ánh sáng nhân tạo làm cho làn da trở nên nhờn. Do đó, trước khi chụp ảnh hãy đảm bảo gương mặt luôn sạch đẹp, tươi tắn để lên hình trông đẹp nhất. 3. Tóc. Không nên vội vã chụp hình khi mà tóc còn đang rối bời. Hãy mang theo lược và vuốt tóc mượt rồi hãy chụp. 4. Trang điểm khi chụp ảnh. Đối với bức ảnh profile cá nhân thì đặc biệt quan tâm đến gương mặt. Hãy trang điểm tự nhiên, phù hợp với công việc bạn theo đuổi. 5. Góc đẹp nhất của khuôn mặt. Hãy phô ra những góc cạnh đẹp nhất của gương mặt bạn. Nếu như gương mặt có sẹo, tàn nhang thì cần được trang điểm hoặc sử dụng khéo léo để che đi. Những người có điểm yếu về hàm răng thì nên cười mỉm. Nói chung là hãy tự điều chỉnh. 6. Khi chụp ảnh không nên nói. Nếu như muốn bức ảnh profile đẹp, không được nói trong quá trình chụp ảnh. Chỉ cần im lặng khi chụp ảnh, thực hiện các thao tác, hít thở thật sâu, tự nhiên trước ống kính. 7. Hãy mỉm cười. Nhiều người khi chụp ảnh rất khó cười hoặc là rất ngượng. Hãy nghĩ về những điều vui vẻ, thú vị để cười được tự nhiên. 8. Bối cảnh chụp ảnh. Bối cảnh được chọn sao cho phù hợp với các ý tưởng chụp ảnh profile. Một bộ ảnh thành công là khi thể hiện được sự liên kết giữa các bức ảnh để người xem có thể hình dung được ý tưởng, câu chuyện mà bạn muốn kể qua bộ ảnh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Yêu Media. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm video về nội dung gì nữa, có thể để lại bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.